Thanh sô cô la này sẽ biến Mr. Rich thành tỷ phú đầu tiên từ YouTube và mình muốn thử nó. Nên mình đã đến 7-Eleven. Nóng vậy. Và lúc 35 độ ở Mỹ ạ, rồi nóng quá. Thì mình hiểu review lúc nào cũng phải chân thực nên là các bạn có phải chứng kiến cái cảnh mình đi bộ vào ấy, như kiểu các bạn đi bộ vào ấy. Nếu các bạn 1m8. Sau khi nhìn một lúc thì mình đã nhận ra kiệu của Mr. Rich, let's go. Cửa hàng này có đúng hai loại nên mình đã lấy mỗi loại một cái. Nhưng mà thực ra có nhiều loại hơn nữa thì mình cũng không có tiền mua đâu. Và để giải khát thì mình đã lấy nước ngọt của YouTuber KSI và Logan Paul. Để mà nói thật ấy, thì mình cũng không biết vị nào ngon đâu, mình thấy cái nào đẹp nhất thì mình lấy thôi. Thanks. Ok, thì mình sẽ thử cái vị these nuts này đầu tiên, because mình thấy nó buồn cười. And it's out. Wait, milk chocolate, ok. Nói chung là đồ mystery mình thấy cũng ngon nhưng mà mình có thấy hợp không? Subscribe.